Kính thưa quý vị, việc Thường vụ Quốc hội vừa quyết định nới trần giờ làm thêm lên 60 giờ mỗi tháng vào chiều hôm qua đã cho thấy sự chủ động, linh hoạt nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tái khôi phục sản xuất kinh doanh, qua đó hoàn thành mục tiêu, kế hoạch và góp phần quan trọng giúp tăng thêm thu nhập cho người lao động trong bối cảnh chung hiện nay. Việc tăng giờ làm thêm được nhiều doanh nghiệp và người lao động đồng thuận, phấn khởi và cho đây là giải pháp giúp doanh nghiệp phục hồi sản xuất sau đại dịch. Các đơn hàng của doanh nghiệp chế biến thực phẩm này đã tăng vọt ngay sau khi dịch bệnh được kiểm soát. Tuy nhiên, số lao động không tăng, lại phát sinh nhiều ca nhiễm mới khiến doanh nghiệp luôn phải xoay sở, sắp xếp lại dây chuyền để kịp các đơn hàng. Vì thế, việc tăng giờ làm thêm cho người lao động chính là giải pháp cho doanh nghiệp để phục hồi sản xuất. Thì phải nói đây là một cái trời hạn mà gặp cơn mưa và là rất là mừng. Vì mà người lao động ở đây thì bắt đầu làm việc từ 6 giờ sáng. Tại vì đặc thù của cái ngành sản xuất thực phẩm, làm việc tới 2 giờ chiều là đúng 8 tiếng là đã nghỉ rồi. Thì như vậy nhà máy sẽ không có hoạt động tốt. Tại vì cái ca mà ví dụ như đưa vào lò sấy thì bắt buộc nó phải sấy tiếp tục. Thì đúng một cái quy trình của nó thì phải đạt thêm vài tiếng nữa. Còn với những ngành thâm dụng lao động, trong đó có dệt may và da giày, hầu hết các đơn vị đã được ký kết đến hết tháng 9 năm nay. Nhưng hai ngành này lại đối mặt với khó khăn về khan hiếm lao động, nên vẫn phải chọn phương án tăng thêm giờ làm. Nhiều doanh nghiệp cho đến nay đó là đã ký hợp đồng hết quý 2 và có những doanh nghiệp đã có những cái hợp đồng cho quý 3. Đơn hàng thì tăng nhiều, lao động thì không tăng, là ta làm thêm giờ chút, sẵn sàng. Nhưng vẫn có thể đảm bảo được cái yêu cầu của khách hàng, của thị trường. Không chỉ doanh nghiệp, hầu hết người lao động đều mong muốn được làm thêm giờ để cải thiện thu nhập do ảnh hưởng bởi dịch bệnh trong năm qua. Bản thân chúng tôi rất vui mừng bởi vì cái điều này nó mang lại cái thu nhập cho người công nhân, bởi vì cái chi phí đối với người công nhân rất cao, bởi vì con cái đi học hành và cuộc sống còn không phải thuê nhà trọ. Tăng giờ làm thêm là cần thiết cho cả doanh nghiệp và người lao động. Song cũng cần có sự giám sát từ các tổ chức công đoàn để đảm bảo sức khỏe và an toàn cho người lao động.